Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học TypeScript cơ bản bài số 1. Bài này thì chúng ta sẽ đi vào cài đặt môi trường. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cài đặt TypeScript. Trước khi tải đặt TypeScript thì các bạn phải cài đặt Node.js nhé, thì mới gõ được lệnh npm cách install, cách trừ -g, cách TypeScript này nhé. Các bạn có thể tham khảo link hướng dẫn cài Node.js ở trong phần mô tả. Thì nói qua về TypeScript thì đây là một dạng cải tiến của JavaScript, và không chỉ trong Angular, ngôn ngữ này còn được dùng trong framework GXJS và Vue.js. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo file code đầu tiên. Chúng ta sẽ new file txt và chúng ta sẽ đổi tên là 2.ts. Yes. Nếu các bạn nào mà không hiện đuôi file TypeScript thì các bạn có thể vào đây. Trong Win 10 thì chúng ta sẽ có tab view này. Các bạn nhấn vào, tích vào cái file name extension này. Đây. Vậy là chúng ta sẽ thấy được đuôi của nó. Và chúng ta sẽ mở file hi.ts này ở trong Visual Studio Code. Các bạn có thể mở bằng bất kỳ IDE hoặc Text Editor nào cũng được. Đây, chúng ta sẽ dùng Visual Studio Code. Và chúng ta sẽ gõ dòng lệnh đầu tiên. Chúng ta sẽ dùng hàm console.log. Lệnh này sẽ in ra cửa sổ console những gì chúng ta nhập vào bên trong. Thì chúng ta sẽ cho in ra câu xin chào Việt Nam. Vì câu hello world thì đã dùng nhiều lắm rồi, và chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta sẽ dùng câu xin chào Việt Nam này. Có dấu chấm than. Rồi chúng ta sẽ lưu lại. Tiếp đến thì chúng ta sẽ build file TypeScript này. Biên dịch file TypeScript này sang file JS. Chúng ta sẽ dùng lệnh tsc cách tên của file. File 2.ts. Hệ thống sẽ biên dịch từ ts sang JS. Từ đấy thì chúng ta mới chạy được. Như vậy là biên dịch xong. Các bạn có thể thấy là chúng ta đã tạo ra một file có tên là 2.js. Tôi sẽ để hai cửa sổ này ở mỗi góc của màn hình để chúng ta tiện theo dõi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng lệnh node cách 2.js. Vậy là đã in ra xin chào Việt Nam. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.